kính xàm địa mẫu phụ hơn chúng nói nguyện thành cổ tịnh thiểm tây miêu cổ ơn linh thượng tầng tòa anh quang minh chim loan mẫu ngự truyền kính răng đời kim ngôn mẹ đây lời mạch quyệt được từ tôn tha thiệt khuyên con hiệu chung dự diện cho tròn mẹ hiền bồ điện bảo toàn chung sanh tam nhận mẫu tam thành kính mẫu được lòng son rộng thầu diêu cung gia gia xâm hợp trùng phùng dân an hoặc thời hưởng chúng thanh bình mùa màng được tưới xanh sung tục mẹ đồ con từng phục từng giây nồi sông vũ trụ đò đây trình do hoàng mẫu dựng ngày tạo nên linh định mẹ vừa trên phân rõ tắm chân kinh mẹ tỏ lời cháu hoàng thái đại đạo nhiệm mầu hòa sanh bồn biển năm châu tươi nhuận phật mẫu ngự thượng tầng độ thế điện chân linh phục huệ rải ban tâm kinh màu dạy rõ ràng con lành hiệu thảo đàn tràng cúng nghinh phước lộc thọ hưởng dinh do mẫu chọn đủ thời kỳ mẫu hàng niên dân an phước thành nhà yên lời cháu mẫu dạy rằng chuyên tu trì thở ngâm diệu quyền dĩ cơ bục mẹ truyền kinh dưỡng dục chung sanh xưa vua bàn cổ phong danh diêu trì phật mẫu hòa sanh muôn loài chớn linh mẫu xẹt soi vũ trụ điện âm dương kịch tụ ảnh nhi thượng tầng mẫu ngự phương phi phân ra thiên địa trị dị chung sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyệt thì âm dương hội hiệp cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu hòa sanh nhân loại ngạt nghèo chớn thân vậy ai mời biệt lần đường đạo phải giữ lòng hiệu thạo trì kính lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xạ tội hiện dính thanh nhàn mẹ bảo toàn thanh trùng độ nhân sanh dự đùng hành tiên từ đấy thiên địa phân riêng âm dương chân khỳ lĩnh nguyên chặn rời nhật nguyệt tỉnh phương trời sáng tỏ mai quyền di hiện rõ thần thống mẹ phân nam bạc tây đông bốn phương tạm hưởng bao dòng càng khôn điện thiên mẹ bảo tồn nhịnh cụ chồm trung ương mẹ thụ địa châu lĩnh quan chiều sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng rộm thấu thanh lành phu quân mậu trường sanh bậc lão tài cáo minh sáng tạo quyền nhi thiên lung địa an diệu kỳ trí âm phội hợp phục quý diêu đài thiên địa lập ẩm lai dương khự khi thần giao gìn giữ điện linh khi giờ do tạo hòa sinh xuân thuần chuyện siêu hình căn nguyên trình mẹ tạo tối hiền chúa thanh phụ điện linh chân thành tâm thanh chẳng ngừng qua hòa xanh xanh thiên can thường chuyện vận hành địa chi thần dê khi tụ thì thái thành mẹ cứu mang canh cành thập niên tình thâm mậu tự thiên liên mười niên trường chuyện dụng thành thái nhi minh quân sự thể trần ai sao gì thiên tử phi tài quyền quan mẹ phàn vua thiên hoàng con trượng đền địa hoàng mẹ thượng thư ái nhân hoàng tam đời thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây vua phục hy ngài hay biên hòa bạc phân phạt hòa hiện linh chỉ rành tam hường thinh thinh âm dương vũ trụ quán minh phân bài vua thần nóng phi tài ngũ cọc sặc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi đo là hạt giông của trời sanh ra lùa gạo giúp đời an khang vua hiên nhiên tạo ban y phục đem ầm no hạnh phúc vạn dân lưu truyền có mạo trộm trần để cho người thời tâm thần thanh nhàn vũ trụ do mậu hoàng sức phạt mậu tạo ra bồ tát thần tiến thượng tầng bao phụ điện thiên chặn rời xa khỏi mậu hiện dưỡng sanh nhìn biển cả trời xanh nước biệt bồ mùa tam tiết chợ xoay do ngàn tọa lượng tầng mây loài cọ cây thụ cầm co ngộ nhạc bọng trầm ngân thoại khắp muôn nước từ mậu dưỡng sanh các đời dương đời đại danh từ trong thân mậu trưởng thành mà ra danh lam cò năm tòa thang cảnh trôn lắm sơn tiệt lành sướng rơi cò cây cổ thụ sông đời sạc dẫn trăm họ gió nơi mậu thành năm dòng lùa tưới xanh dung dượng sao thư gạo dành thượng nhân sinh nhân dân no ẩm hiện dinh xong nhờ điện mẹ quyền lính phụ đầy gửi thấy thân mậu dự hoa xanh về đổi vô thường thân mẹ là chỗ tựa nương từ tôn địa mậu nguồn thương ngập tràn nào châu quận thôn làng tịnh huyện kìa lâu đài cung điện uy nga am chùa quan xa lập ra hiền thần tiên thành mẹ đà thượng phân chư phật đặt kim thân do mậu cả chân châu ngọc bụ đò đấy
Thiều chi kẻ ước việc này, lòng ham mơ tượng mây ái đạt thành. Lợi kim khi bạc vàng quy bảo, tất cả do mậu tạo xuất ra, dương hầu dạng hoặc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôm sùng. Người chồng thể hiệu chống hưởng phước, báo quyền linh sao trượt mẹ ban. Nhân ngang vật thể thanh nhàn, đời dương cung kịnh mậu hoàng từ tốn. Trong vũ trụ tượng hoàng tạo hòa, do mẫu sanh ra họa địa cầu. Biển sanh sao ngã luân hồi, biệt bao sạn vật hoa màu tột sinh. Kẻ thời đâu rõ tình thấm mậu, dầu hoàng thiên kho nội sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hoa quyện chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc đành hoa độ nhân sinh. Cỏ cây tươi tột hương thanh, địa châu thăm ngọt mưa lành phì nhiêu. Dình hơi nược thâu nhiều mạch quyệt, bảo tinh vi sơn tuyệt già băng. Đài mấy gom tụ phụ gián, ngập luồng quang điện biên tán mấy liền. Mưa tuôn xuống trần miền tọa khắp, cầu rồng kia trồn nập ngàn sông. Lạnh phần vận chuyện do giống, mẹ truyền hoang dọ hố phong ưng hầu. Cầu rồng ở sư nào chẳng có, ẩn biển sao làm do chuyện mấy. Điều gió lệnh mẹ phan bài, ơn trên chiều diệu giam rài cài đâu. Muốn thu giận nằm sâu lòng đập, chật hoàng khai nhọc nhằn nào vạn răng cai. Điện quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh, trồn dương chành con lành họ thượng. Bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ấn, tất cả do lệnh mẫu phân. Công về chẳng thay người trần nghĩ tâm. Mẹ thương con dạ hầm đau thật, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quan niệu mẹ gục thâu, càng không vụ trầu cầu tiêu tan. Khi càng ngao chợ ngang dùng vậy, thiên địa đành phải gả đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cạnh trời trong rộng thảm sầu nạn tai. Ngoài càng khốn như lai tà mận, chứ Bồ Tát tàn lận biệt tinh. Từ vua chùa đền quân binh, sẽ điều tận diệt những chính điêu tàn. Phương hưởng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò họa bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh hoành hiu khổ sầu. Mẹ phan truyền lời cháu cao vị, ai siêu tầm diệu ly quang minh. Tâm hành thảo sạc chớn kinh, thọ trì dạng nội chung sánh hiệu rành. Từ tôn chiêu điện lành ban phước, sật lệnh phơi người được hiện dinh. Quyền diệu cao minh, mậu từ gian bột ngọc lĩnh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân thì như ảnh được thiên nhiên. Mậu cho phạm bộn quần nguyên, chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai. Tinh khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gan tâm tố hưởng cạnh thường đài. Hải tâm trung truyền đạo ngay, lì trên thông hiệu chờ rài bỏ qua. Hưởng sâu xa kinh mậu, chờ khoe tài nông nội mà chỉ. Sương kinh lịnh mẹ kha ghi, quần thần văn võ chẳng khí lời vàng. Đại từ tôn mậu hoàng cao cả, ân được về giống ngạ đành sao. Tao nhân mặt hạt án hào, nóng thương công sĩ nợ nào lạng ngớt. Không đền đạp tôn thờ cung kịnh, tâm chẳng kinh mẹo hiền thiên liên. Định lòng bội bạc chân truyền lời châu, chành pháp đạo nhiệm màu ai rõ. Dạ đò như chẳng tò ngộ chi, phụ ân từ mẫu diêu trì. Đò đài muôn kịp chẳng thì tài sanh, muôn biết rõ thanh danh Phật mẫu. Hãy lắng nghe lời mẫu phán rành, bà lão hồn độn hoa xanh. Thuở còn mù mịt trượt thánh chưa tường, thiên địa chỉ âm dương chân khỉ. Thập nhị muôn niên kỵ gian lắm, tuổi thọ chinh ngàn sao trăm. Thời gian suốt thề khổ tâm nhọc nhằn, muôn ngàn năm hương răng dài dỗ. Ngài biệt lý diệt độ chẳng ngờ, mậu hoàng từ già con thơ. Hòa thân chập nhọn phục giờ chia tay, hư không ngự mấy đài thượng cội. Điện quán minh chiều rồi khắp nơi, quyền di hoàng hoa đụn rời. Bao đời thiệt tha, chẳng thấy ai lời xa nhớ mậu. Trong trường gian gợi nội nhờ thương, ngự thuyền lướt sông trùng dương. Nào ai để dạ dân dương lòng sầu, mẹ thương con chẳng câu phiền trạch. Lòng ước móng nguyệt mạch trùng phùng, xâm về điện ngọc diêu cung. Con lành ngưu hiệu chung tu hiền, hội tỳ sụ khai thiên tịch địa. Dạng sự thành thiêu nghĩa vi tiên, chân kinh Phật mậu diệu hiền. Sáng tháng năm tam chục khuyên răng đời,
Mọi câu, mọi lời mẹ thuyết, cụm từ nguồn mạch quyết chạy ra, gồm bao lời ngọc thiệt tha. Thập nhất thần hồng giang sinh, mẹ phụ hệt, những linh vạn đại. Thọ quang minh, từ tôn bảo dưỡng chung sanh an toàn, là con hiệu đàn tràng cung trịnh, mọi hàng niên nguyện thịnh mậu từ. Đôn ngày thập ba trăng mười, giá gia tụng niệm người người trì kính, lập đại lệ hóa sinh trà hòa, dân hương đăng tất cả khuyệt tinh, cùng nhau hội hiệp trì kinh, sợ dân từ mậu trừng minh con lành, đức mẫu vô hình pho tạ, dầu lâm sơn biển cả khó hơn, ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng am tự hòa sơn tường hình. Rồi dẫn lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bài tốt, diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiệu từ làm đặng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thạo, gàn sực xây tài tạo mau đi, tùy gia phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chân lòng thành cao tâm hạo, sẽ ghi con tên thạo danh đời, thẻ ngọc mẹ chuyện bục phê, tâm phàm phụ sạch trở về diệu cung. Bởi vì con tận trung tận hiệu, đặc quả cao cụ khiêu khải minh, con thiền họ tượng hường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sạc tường phóng danh muôn thuở, tranh quả thành dứt nợ trần ái, ban cho cụ phẩm liên đài, trung ơn thượng vật về ngái đền vàng. Thành đài lá nghiêm trang quỷ bào, phu phụ rồng đắc đạo kim thân, mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh vụ điện muôn phần dễ dàng. Đức từ tôn mậu hoàng bạo dường, trải khắp nơi vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho vật ơi. Đức từ tôn mậu hoàng bạo dường, hư không điềm màu dưỡng sanh bào mạng chơn kinh. Phật mậu tí vô hình vô tượng, mẹ cầm quyền phạt thượng nhân sinh, ban ra lời ngọc chơn kinh, khảo sát địa ly khái minh địa cầu. Thuở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù thì biết đâu. Phật địa mậu ngự đã lâu, phấn ra thiên địa hoàn cầu chuyện xây. Mẹ đừng ra làm thầy trước nhật, đạo hoằng khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền ba chân kinh, phan rài phong tục nhân sinh sang ngời, chôn phàm trần đến đời ngoan hạ. Cơ tạ chân kinh, ai truyền ân tông phổ in, mậu hoàng bảo hộ khương ninh cụ trường. Lương tiếp dẫn giúp chung sanh đồ nhận đạo chân, nhưng thời thịnh trì thượng quốc, hết lòng chỉ giao lính nhân tọa tường, khắp thời giới thập phương cung kính, rang niệm trì nguyện thịnh lời châu, đặt thành sợ nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, xẹt ra khắp cả hoàn cầu, đều do lệnh mẹ phép màu chuyện ra. Mẹ thương con dị tha tất cả, thầy ai đệ dạ xót thương, đằng cái khó nhọc ai tường, rõ thông nội khổ đoạn trường biệt bao. Hòa sanh hoàng đạo khai đời dưỡng sanh, Phật mẫu cô phân rành tất cả, 72 vị đà lành phần, đương kinh hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ sự nào, lập chiều tạo miều đền cao, phụng thờ thần thành ra vào cung nghinh. Còn mẫu đấy riêng mình ai nhớ, đền thành danh cũng chờ tường chi, cõi trần chẳng có chi chi. Thôi mưu nhỏ vậy thì cũng không, bởi chôn sanh bạc lòng chẳng nghị, chỉ cho đời cải tạo an năng, chẳng luận cao thập ngang bằng. Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kính, chinh tuổi biệt cung nghinh độc tụng, điện quyền di hữu dụng mẹ ban, cột nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tài hợp bình an xâm dày.
dù chia ly cũng hiệp cùng nhau, không phân hai bậc thập cao, ai ai cũng được truyền tráo kinh này. Thập non nược động Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương bà tạnh rõ thông, nếu chẳng khưng thọ chặt thống sanh tồn. Núi khôn ngập dồn đau xiệt, nạn thiên tai thùy kiệt sớm băng. Trùng sanh ngạ gục nhào lăng, bấm dòng lại nè, nhộn ngược nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sẵn ra nhiều chân thật gồm ghế. Thập trong tất cả thành quê, thầy đều thọ nạn ế chề khổ thân. Bị năng hạn mưa dầm ngập hết, hậu sản này ngã chết chẳng còn. Đôi lòng quằn quại cả con, vậy khuyên hạn nhờ lời xót mậu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cùi gàn, tâm tu không suột lì kinh, truyền báo dạy nghĩa phổ huynh. Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời, chùm con sẽ thay đời hết khổ, nội trong năm phổ đồ đầu tiên. Và do thuận khắp miền, mạng thung tục thay liền chẳng sai. Còn như đạo lệ ngày kỵ mậu, lập đàn tràng bay mậu trì kinh. Dân đàn xăm thì quán minh, từ tốn phụ điện lính đầy. Mỗi trăng cò ba ngày mậu kỳ, hại thành tám bền chỉ cung dường. Kịnh đàn đăng thủy quá hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiên phải cho tinh khuyệt, cố gắng tu tha thiệt cần chuyên. Lo tròn phận sự hàng niên, 30 sao nhật kiền thiền trì kinh. Thăm lệ vật cúng minh từ màu, trong các ngày kỳ màu lập đàn. Gồm co sao ngọt đắng quang, thăm muôn phần năm cây. Không nước ngập đầy đủ lệ, cùng chung nhau hợp lệ kịnh đàn. Thiệt kinh dạy ly rõ ràng, mọi người đều định thanh an trì. Nào làm y lời dài, thần tụng bại biên kinh. Tiêu bao nghiệp chương tội mình, hưởng đệ nguyên thượng quyền lính sinh tồn. Ngàn hôm trì tụng thêm hai thời chuyện dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tái cụ chữa mạnh lành nội gia. Đức tự tôn truyền ra cho biệt, cả con cần tha thiệt ghi lòng. Kinh mẹ sơm mong chỉ kinh địa mậu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ dựng vàng nơi đó, được chung mùa mưa gió thuận hòa. Ai tùng phổ biên giá gia, tuyên kinh mậu đừng ra dạy bài. Phổ thông minh đủ đầy nghĩa ly, mậu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ gần thành tâm. Được phục lành tháng năm no ẩm, trên thiên đình ghi chậm phược ban. Nội gia đo thanh nhàn, được mùa thịnh phạt vĩnh quang muôn phần. Thanh long bạch hộ thần cũng gian, hòa ta người xưng đàn con lành. Từ tôn cho biết rõ rành, chăng mười thập bạc vàng sánh trần miền. Giờ ngò tâm thiền kịnh mậu, chẳng có nên về đội thời gian. Thụ mùi thình tực không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cu khổ, phiệu viện linh phổ độ chung sanh. Cả con tụ họp tâm lành, nơi mẹ hiện gian xuống đời chi chừng. Phương hướng nào bền dựng chi tâm, thường hành kính mẹ thâm. Chữ tòa không hào quang khắp cả bầu trời, thượng người hiểu rõ từng lời. Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu, ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ. Đã chiết tường nghĩa ly diệu kinh, có thể gọi sạch tội mình. Bao nhiêu nghiệp trường oán tình tiêu tan, lòng mậu từ nghĩ si đau xiệt. Muôn hữu vị đại kiệt phong ba, nạn thủy họa sắp xảy ra. Thương cho sanh trùng phải xa cảnh sầu, ngặt trùng chẳng quay đầu trở lại. Tuân theo lời mậu dài trong kinh,
Mẹ muôn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kệ, chẳng đành lòng bỏ phê lãng ngớt. Tình thương vô bệnh vô bờ, làm sao cụ được con thơ trở về. Mẹ dùng màu phê sặc lệnh phan nhân rằng chỉ định thời này. Truyền thần thiện ác lên đây, chia làm hai phải thượt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dặn dặt, nhập cùng chúng kẻ bậc lương tâm. Độc ác tàn nhận đá dâm, cả lỗi hướng phương phi quân tự thiện thần gom dự dự một nơi. Đưa vào tranh gia kịp thời, ngày điểm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hà màn chung cuộc, màu sẽ dậy ra một cai trại. Dầu cho thiện ác phân hai, tôm thấu tất cả một trại nhột chung. Liên lì kè tận chung hiệu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đo mời thầy diệu thăm, mậu từ chuyện huệ tâm trẻ lành. Được song sọt nhàn thánh độ tri, biết tường phân tranh ly đường tà. Thiện gần ác lại tranh xác, từ đó các đạo mở ra khai hoàng. Đồng suối lòng ăn năng quy tù, tranh đạo màu hội đủ đem về. Hình tượng chài phép thần màu nhiệm, màu tả ra những điểm gật cần. Nhị thụ phân dân, phụ ra chành bạc giáp gần chành nam. Còn phương hướng tây nam tây bạc, các vị thần giáp mặt long bào. Gồm sao mưa gì tài cao, mậu từ lĩnh cao kính vàng. Nhờ thiên can mười gì, thập nhị thần định trị địa chi. Tất cả tinh tụ các vị, ủng hộ hoàng đế thai dí hoàn toàn. Đức từ tôn mậu hoàng, hiện thần lối công lôi điện tam phương. Phân thân thủ phi thường, sao mươi bồn què tọa tường diệu tâm. Hiện nguyên hình tái cầm binh khí, đừng dạng ráng trực chỉ đo đây. Cặp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mậu lập xây hà miền. Gọi trời nam tự niên đinh hợi, đền niên thân dậu mới thiệt rồi. Biệt ba quyền bi nhiệm màu, tại nơi hạ dơi thảm sầu thiệt tha. Mậu từ bùa thiên la địa dòng, trực đại hùng gián động kinh hồn. Làm cho thiên am địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống hồn thảm thương. Còn tư đại thiên dương tiệp lình, gian nguy khổ trần cuồng phong bạo tô khắp dùng. Mậu thâu sông ngày đo bình an, nước rụt sông lặng do tan. Sẽ thay vũ trụ dương gian tươi nhận, người hiện lương sông sọt, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là mậu dùng quyền công, diệu pháp quả biển thần thông lè làng. Kinh đô cò sen vàng đúa nở, ở thị thành. Các con hiệu thạo hiền lành, đến chừng khi đo mậu dành hồng ân. Được đội xa kiếm thân bậc hoài, chẳng tự sinh thoát khỏi nghiệp duyên. Chừng đằng đại la thiên tiên, tu hành thành công. Hội bàn đào thượng đồng tất cả, các con nào đắc quả dự vào. Nhiện về sao, chẳng còn chuyện kịp khổ đáo trần miền. Chúng con được miên miên bậc tự, khoai lạc tiêu diêu ngự cạnh nhàn. Dòng cảnh diêu điện mậu hoàng, luôn hưởng độc. Hữu trường Phật mậu ngự trên thượng tầng còi. Hoàng thái nhân loại bào toàn, hết lòng hoàng đại sạc son. Hòa sanh dạy dỗ ca con phản hồi. Nam mô vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Nam
mô bổ thương hư không địa màu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Vô lượng hư không địa màu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.